Như cái thằng hồi xưa thằng hello mọi người, nhóc gì đây đi mình hát cho em tư vấn tình cảm không, nó không đi được. Hả? Cái thằng nhóc gì đó gì ta, Khang à, lớn rồi từ cái hồi 99k cơ. Ứng dụng app nó có sẵn rồi. Cái đợt hai đứa tư vấn tình cảm cho nó xong, xong nó nghỉ đi luôn. Ừ, em nói vậy là sao? Soda. Chưa, sao không thấy ta? Không thấy cái gì? Cái ngón trỏ của em che mất tiêu rồi. Chị quay như này chị phải đứng bên này thì mới thấy được cái tay của em chứ. Chị quay như đấy rồi em đỡ tay kiểu gì? Nè, này sao lấy? Để lấy bên đây chứ. Đẹp không hả? Xấu lắm hả? Xấu, vàng nó mờ. Không, em bấm vô thì nó không mờ. Được mà. Anh chụp đó mà sao em nói xấu á em? Ý là cái màu nó không đẹp á. Màu chị chỉnh lại đó. Rồi, this video xẹo hết rồi. Cái mấy cục đó nó không còn máu à? Thì đang sờ xem nó còn không đây. Nào cũng phải nó uống uống lần luôn á. Nó không nhiều nhưng mà nó chất lượng. Chị ngồi dưới quay có hơi chèn ép em chút, cảm cảm nha Túc. Chị đi nam hay nữ nặng nhiều chị? Đây hả? Nam. Nam là nhiều. 80% là nam. Ba chị mà nữ nó bước vô nó mắc cỡ luôn á. Còn là nam không? Thì ba khác thì nam nó ngại đi đúng không? Nhưng chị thì nữ nó ngại đi. Tại em biết cái kênh đó cho chị ít tương tác á, em biết cái kênh mà kênh chính của chị thì phát nhiều hơn. Tại vì em không biết là có mở không á. Ừ. Vô đó em hỏi. Ừ. Không ra trả lời hả? Chút xíu chị mới trả lời. Lao cái chân xuống chỗ của em. Ủa nhưng mà kênh đấy chị xóa rồi à? Đâu, làm mấy kênh rồi mà. Ừ. Đâu, kênh cũ thiệt là cũ ngày xưa rồi. Kênh có 3 người đăng ký vậy. 3 người trong đây nó. Chị đăng ký à? Ừ. Chị Nguyên.
Ủa mà kênh gì? Kênh Facebook gì? Không hiểu sao mà Tú nó lọc qua kênh đó được. Tại vì cái link Facebook thì lên TikTok thì chỉ để cái kênh tương tác chứ đâu phải để kênh đó đâu. Là sao em lọt được qua đấy Tú? Em kiếm cái tên hả? Dạ. Lên đánh tên hả? Tên. Thì nó phải ra hai trang đúng không Tú? Em thấy con trang. Con trang màu hả? Kìa. Vô trang đầu á. Ủa không sợ kênh giả mạo à? Ừ. Không, chị đăng hai cái là mà. Bên đây đăng là chị cũng đăng bên kia mà. Tại bên kia nó ít tương tác hơn thôi. Fan bên này hết. Ủa đâu nhớ kênh nào, không nhớ kênh nào luôn đó chị. Kênh anh Lập làm á. Thì kênh... Ủa kênh đấy cũng mấy trăm người rồi mà ta. Trước khách cũng hay nhắn tin kênh mình cái đấy mà kêu chị kêu lập cái đấy để chạy quảng cáo đúng không? Mà xong rồi không chạy gì nữa. Tính thấy chắc lần đầu tiên có sao ba mà không chạy quảng cáo luôn đó. Hình như mà thêm luôn đâu chạy quảng cáo gì đâu. Có thấy làm spa đâu mà tao thấy đám mỹ phẩm. Còn dính tính ra chị ăn mua kính về không làm gì luôn ạ. Bữa đấy là đủ mượn đứa cái rồi đó. Làm gì để em đặt bikini hả? Ít là chứ nói gì luôn á. Nó tính thay chị luôn đi kìa chị ạ. Khách nữa hả? Gì tăng tốc nhanh vậy? Từ từ. Lấy mấy cục kia đi ngoài rồi. Chị đổ hơn cái. Bạn thân gì cho cục nào nhỏ.
Mới hả? Gì chị kéo phát nó tôi om luôn á. Để chút xíu đi, sắp hết rồi. Thì chị để cho nó quay đi. Cho nó chửi thèm 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 thôi. Ừ, quay nhiều lắm gì? Chị anh thích quay nguyên, chị anh phi kim bao nhiêu bắt đứng quay vậy á? Gì vậy trời? Tại ta tâm hồn không Tú? Dạ. Tại ta tâm hồn không? Trời ơi, nó nặng gà spa gao hướng này nhé. Ừ. Chị lấy rất nhẹ nhàng lắm rồi đúng không?
4 năm rồi mà mình còn nhớ hả? Mình nhớ không nhớ, trời đau chết. Xong từ đó giờ là không dám đi lấy mụn nữa hả? Có, tại vì nó nói là tuần nào cũng lại nặng hết. Khi tuần nào cũng nặng hết. Xong sợ quá bỏ chạy rồi nè. Ừ. Đúng là người đàn ông có khác. Sao? Mạnh mẽ. Câu mạnh mẽ của chị được thấy nó không mạnh mẽ thế nào. Mạnh mẽ không như cái gì? Suy nghĩ à? Món thịt hả? Gạo. Mấy cục ngon ngon. Từ từ hả? Cục đấy có gì đâu ngon. Đồng quen. Để xìu xìu. Ở dưới cạo cổ hết ra ha. Không thấy nè, thì tí nữa đứng đây mới thấy được. Để được lấy một cái bánh ăn nó hồ hào dữ quá ha. Đi đâu rồi? Con đi dễ vỡ á. Em của chị của Phương này. Nhanh từ đi.
uống